bố mẹ bị nó ý tương lai. Chờ nhang hè Chủ tịch Hồ Chí Minh có lời giọng quân đội nhân dân Việt Nam sớm mới chơi năm đảng, yếu đu cần dền, cảm nhiệm vụ lơ có ết mồm, khô khảo lơ có cai đáy, sật lơ có ti mệt. Tam húng làn việc đi xoay ký bộ đội cụ hồ, sợ biến bá, bóng quân te làn mử tỉnh sợt mà quân kiên hành chủ mử, sật đung cựu chiến binh Thanh Hóa có lời nhận cặp ết làn việc mén cặp thước, bày búc tắng cặp nhau xúc kinh tế văn hóa xã hội du bản du mường. Hiệp hèn ký xung cướp hồi cựu chiến binh Thanh Hóa quân chờ búc tắng cho bản nước mơ sớm làn việc xong nạn. Cựu chiến binh Thiểu Canh Thê rút thôn Thiệu Xá xong xa Đông Tiến Mương Đồng Sơn. Chỉ đưa câu hỏi các em sao này một theo chữ Hồ Chí Minh cái việc bè con ếch cướng, quân lực Việt Khong Khen em nuôi đi nằm nhỏ xuống ếch kinh du bản mường. Nằm chương măn măn, ông Thê có lờ biên một hecta ninh bẻ lạ, mà to bùng biên sở xuân bác lào tạo óc ngần chèn đường quốc hường. Em sao vía Khong Khen bốc tảng cho bản mơ mơ kỳ sát Đông Tiến, ông lấy ếch cướng sở hiến há hỏi trên 10 mét vuông ninh ếch kinh băng mùa bê tàng bay mà. Hiện đại quốc hường ông hờ đít mà là của ưng quân trong công bản có ế sạp bảy sở dỡ ké mệt hùa gặp sở ế đinh piềng hớ là khéo tàng với bà cho con bơi quảng tê xi mét gần cầu mét. Được cái chủ trương đó thì bản thân mình làm gương. Lăng chờ bị chủ trương sở bơi quảng tàng ế chít to bán bưng bơ. Khó đoàn chấm ăn ế cướng bê con ngập chuồn bởi bí đọc ế sạp. Bơi quảng tàng con hơn bày tạo điều kiện hớ bí đọc bê bà ngài hơn hớ là lan bơ học ngài hơn. Được xong nữa, sở việc khuôn chiên hàng với khai con gái. Giao thương, cái hàng hóa, trao đổi được thuận tiện. Khó khen hở đít bức tặng cho bản nước mơ, sở bay khấn dân mẻng của hội cựu chiến binh xa Đông Tiến. Cuộc sông Pikai, xăm hỏi xăm dịp háo hội viên cựu chiến binh ghi xa, có lời hiến hở, há hỏi xong bàn mét vuông đín, bỏ nộp lại công trình khong tổ tình đín, bày ết quảng tàng. Té làn bay khẩn ký quan ký cựu chiến binh của việc hở đít ết tàng bay mà, được tạo óc sự đồng thuận của bộ mẹ Pinoc ấn mường. Bà mẹ bị nó ở xa Đông Tiến lời hiến 10 pan mét vuông đín bảy phút thẳng cho mặt nước mơ. Chính vì cái làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền cho nên nhân dân. Để số hẳn Esoi công việc còn đèn xuân bóng lời tròi cân dền mắt Esap. Đàn khéo tàng quân xa tôi khỏi quân chờ mi đín bị cặp bốc tắng sớm bao chút khúc khảo lờ. Chờ đi sớm đàn khéo tàng với mà kỳ xa các lời bước quáng si mét bai khẩn hóa trên mét nằm chiều rào cờ xịp có số. Đàn khéo tàng đi có lời đánh nhựa hóa bắt sớm bê tông. Là chúng tôi đã nâng cấp đến hơn 10 cây số về cái đường giao thông nông thôn đã nhựa hóa rồi bê tông hóa là đến nay là cũng cơ bản. Có làn bi khẩn ý hội cựu chiến binh Mường Đồng Sơn có lờ đăng ký ESA việc tiêu chí bảy phút tháng tám mới mà gặp an ninh trật tự. Bị sắp bản sáu sám là cấp hội cựu chiến binh Mường Đồng Sơn có lờ hát ESA gặp sự cố đè xuất bóc chuồn cần dền ở đấy sám xịp. Phải pét pan mét vùng nín bể tàng bế mà. Công đàn của điêu cán bộ hội Việt của chiến binh là hiến cờ xin một pan mét vùng nín. Cả bức tàng đáy xịp há phải chết có số tàng bế mà. Cặp sở hủa. Đàn xung cấp hội của chiến binh Mường Đồng Sơn là bỏ lực lượng công an, giữ vững an ninh trật tử giúp nhóm kinh du. Miền bà ẹt việc ký xếp hộp tổ của chiến binh tham gia giữ vững an ninh giao thông đàm cáo xếp hội viên tham gia. Đạt được cái kết quả này thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà cái đây là việc đi ở đấy soạn ESAP làm việc có nắn sớ công việc của đại sân bóc sớ phép có cục từ sóc sớ ít cước quan cứu hội viên từ sáp sớ hội viên ít cước sớ cầu đại sân bóc cần dền tới nắn tạo óc sự đồng thuận xung công việc hở đinh ít tàng bảy tám công trình đàn cô hươn có lờ thao thóc tay hươn tay đinh bảy hiện đại cử hô hỏi bên vùng đinh ít kim bằng mùa ít cần du dỡ cả đốc nhà để như vậy là làm đường giao thông. Rồi là có những gia đình là hiến đất đến gần 600 mét vuông là đất nông nghiệp, đất thổ cư. Cựu chiến binh Đỗ Văn Kết, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Sáp, xã Bãi Chành, Mường Nhật Xuân có sở cần giom lai chờ con hèn hở công việc bước thẳng trong năm mưa kỳ bản mường. Ông Kết có lửa bo rán phươn đòn mà nằm từng cân cơ hươn bảy cầu đáy sắt móc chuẩn cần dền hủ do mưa lần việc đi xoay mưa bốc tặng cho nó mưa tai nạn sớm bỏm hiệp hèn hiệp cống ên mồm là tiêu chí bốc tặng cho nó mưa. Đối với tôi là với cái phong cách của anh bộ đội cụ hồ miệng nói tay hồi có lần ngâm bộ đội cụ hồ sờ phai bác sử úp mư sử ếch, bó mèn sử sưng bày chỉ mư, úp sử nổi mà ếch sử lai hơn bày cân dên, phăng sạp và ếp sạp. Quang trời bốc tảng trong mơ phải ếch xoay quy chế dân chủ tập trung ba cán.
tài chính ngân tràn cái quân dân sở phát đến tập thể quyết định mà thế nản ngân dân có cho sở khắp lăng có chăng ít sạp. Và từ đó các cái công cuộc tiếp theo sau nữa là bà quân cũng rất đồng tình và ủng hộ. Hơn văn hóa thôn Sáp thì xã Bãi Trành để Phúc Tắng tập đi hơn nằm số ngân tình pét hỏi trên 10 triệu ngân tiêu sở cân dền quân thôn sở hiếp hèn miền bá cân dền lờ tròi hứa thôn Sáp bay e đấy Phúc Tắng cho nâng mơ quân pi sông toàn sào Sáp để chuẩn trong mở mơ kiểu mẫu ni sân làm việc sân hùng nào hùng ta kỳ cân dền thôn Sáp có nắn hiếp hèn muốn hỏi kỳ cựu chiến binh Đỗ Văn Kết công việc chuôn cực dần bay e sạp. Cựu chiến binh Đỗ Văn Kết có lờ dòng lại cựu chiến binh ưn nằm chân nằm hàng mẹ hiện đây do cô hàng nghỉ cựu chiến binh công việc bất có cuộc cô không khen bỏng đoàn bản mương ế sạp doi công việc phương tặng cho bản đường mơ. Nhà một trong những hội viên đi đầu trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới phải một quốc làn hội viên bên cuộc quân bị phương tặng cho đường mơ phải ủng hộ các cựu chiến binh quốc xa sẽ là cựu chiến binh có lờ bài cai là mười tỉnh sơ thường bình chịp con đó hay mà có lời hiệp quốc hiệp hèn hiệp gần bài bức tặng cho bản ước mơ do bà quốc thôn Sáp là của hường cựu chiến binh lời tỏ ngọt xịp xót và xịp sáp triệu ngần cần dền quốc xa tôi khỏi có lời hiệp đấy đập piêng giữa sáp về pét triệu ngần thì cần tình bảy bức tặng cho bản ước mơ sao tôi khỏi có lời ngắn khớp pin nịt giữa em một bức tặng mơ nhỏ súng em sắp khắp chuôn mệt cần dền bốc tặng trong nắng mơ đồ thị phần mình hội cựu chiến binh gần mường thị xã thành phố tỉnh Thanh Hóa có lũ do nhận một việc do cấp ủy giao bó sở đăng ký nằm chính quyền bản mường em sắp tiêu chí cho bản nương mơ gặp em sắp lai cách của điếu hoán đi mệt thanh có là mì hàng xì pan của hơn cựu chiến binh lờ mít bà hờ đín bảy tinh luông quáng pét hỏi cáo xịp xong bản mét vuông hiệp đại tinh xì pan tỷ ngân gặp hàng vản mử cống bảy quế quáng nhận xung tặng bé mà khem tang hơn văn hóa khu thể thao đàn cấp hội có lời e đáy sau hỏi sao câu lạc bộ của chính mình phó chư Minh Kiên Du đảm bảo an toàn thực phẩm nằm sóc bàn sau hỏi sau triệt hội viên tham gia đã phần việc do của chính mình đảm nhận dòng sớ tang cử chiến binh hát pháo bữa an ninh trật tự an toàn giao thông bốc cờ trong ngoài sớ có mày cử chiến binh bốc tắng cột cờ tủ sách pháp luật gặp sớ hơn văn hóa tổ dân phố lấy phần năm bán mưa yên một lần tiêu chí cho bản chất nông mơ cho bản nông mơ nhỏ sung cặp kiểu mẫu nhất sở lăn của hươn của chiến binh có lờ mi đáy xịp chết là hang ổ cốp. Ban chấp hành hội binh các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị. Ban chấp hành hội của chiến binh nâng cấp có lờ hụ đáy nhiệm vụ chính trị kỳ bán mương. Ban tham gia được cấp ủy chính quyền nhận một việc bước tắng cả bước quáng là cần yên lạc cái roi. Qua mời cán bộ hội viên hội của chiến binh phai sự ê cương bê quan họ cấp sự tham gia là để việc kỳ bán cái mương. Tâm hành tâm chớ hở phòng làm cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể phải có cho yên mồm mé năm lần tiêu chí phúc tặng cho bản ước mơ và tăng cường hơn nữa cái công tác phối hợp đoàn về khiêm quốc nghiệp hèn kể xung cấp hội cử chiến binh lời tròi hở thanh Ninh Hóa e đáy mồm kết quả công việc phúc tặng cho bản ước mơ hòn mệt pi sông bàn sào xa mệt thanh có là mì xịp xăm đơn vị cấp mường xa mỏi hoặc xịp xăm xa đạt chuẩn cho bản ước mơ PCMO xa đạt chuẩn cho bản ước mơ nhỏ sung triệt triệt xa đạt chuẩn cho bản ước mơ kiểu mẫu mì si hỏi hà xịp xong là hang ổ cốp để công nhận bài bỏ là mệt thanh ế sạp hòn mệt pi sông bàn sào há mệt thanh có là mì xịp trên mường để chuẩn cho bản ước mơ PCPS xa sớ đạt chuẩn cho bản ước mơ sao há phân hỏi số xa đạt chuẩn cho bản ước mơ nhỏ sung cả pet phân hỏi xa để chuẩn cho bản ước mơ kiểu mẫu dùng quốc hội của chính mình sơ tiên toàn cặp đảm nhận lần việc ít thứ cặp tráng tất đàn giữa hiệp hèn bỏ nằm chủ cân chủ hương hổm khực bỏ nằm cô đồng mừng bước thẳng trong mơ cặp sở đảng kinh hèn.